Hello anh em, mình vừa lắp đặt cái màn Android. Đấy, một cái màn Android mà rất là lạ anh em ạ. Bởi vì ngoài tính năng giải trí nhá, thì nó còn có thêm rất nhiều những tính năng hay. Trong đó có cái tính năng hỗ trợ lái xe an toàn. Một cái bộ sản phẩm mà mình nghĩ là xe nào cũng rất là cần. Nếu mà nói về màn Android thì xưa nay anh em mình chỉ nghĩ đến việc giải trí thôi, đúng không? Cùng lắm ấy, thì có thêm cái cam 360 này nữa để lái xe an toàn hơn. Đây, mẫu xe này cam 360 cũng có đủ cho anh em luôn này. Đấy, nét căng luôn, mô phỏng đầy đủ hết tất cả các phía luôn anh em nhá. Nhưng mà cái hay nhất của sản phẩm này ấy, nó không phải là nằm ở cái màn hình giải trí, nó cũng không phải là nằm ở cái cam 360, bởi vì là những cái đấy nó đơn giản quá rồi. Cái hay nhất ấy, thì nó ở cái cam AI thông minh này anh em này. Đấy, một cái cam AI thông minh nó sẽ quét toàn bộ làn đường, không bỏ sót bất kỳ một cái gì cả, và sau đó thì nó sẽ mô phỏng dưới cái hình dạng như thế này, rất là tiên tiến và thông minh anh em thấy không? Ở trên này có đầy đủ tốc độ giới hạn này, thậm chí có cả đọc biển báo này, quét này, và có thể đưa ra cảnh báo va chạm đối với cái xe phía trước. Nhưng mà cái cảnh báo của cái màn này nó cũng rất là hay cơ. Nó sẽ lấy cái khoảng cách, cái cam này nó sẽ đo khoảng cách này, nó chia cho tốc độ tức thời để ra cái thời gian dẫn đến va chạm anh em nhá. Nên là mình đi trong phố thoải mái luôn. Đấy. Và có một số những cái tính năng rất hay, ví dụ đọc biển báo nhá. Thử ai có một cái biển cắm trên đường này. 20 km/h. Ngay lập tức là hệ thống nó nhận diện luôn. Đấy. Có cái biển nào cấm lạ nhá là ngay lập tức nó đọc luôn anh em, và đi quá tốc độ là nó báo như thế này. Đấy, bây giờ tôi sẽ test thử một số các tính năng khi mà di chuyển thực tế trên đường cho anh em xem luôn. Đây này, anh em thấy không? Có một chiếc xe máy nó vào làn đường của chúng ta và có thể nó dẫn đến cái việc va chạm bởi vì thời gian. Đấy, ngay lập tức nó đưa ra cảnh báo luôn. Chúng ta không kịp xử lý, hơi mất tập trung thì ngay lập tức là hệ thống nó sẽ giúp chúng ta rất rất nhiều. Ngoài ra thì hệ thống này còn có một số các tính năng khác, ví dụ như là cảnh báo lệch làn đường này, cảnh báo va chạm đối với xe phía trước này, giám sát khoảng cách này, cảnh báo va chạm đối với người đi bộ này. Đây đều là những cái tính năng cảnh báo rất hay mà trước đây chỉ xuất hiện trên cái Mobileye của Xtrend thôi, nhưng mà bây giờ thì được tích hợp trên cái màn hình liền cam 360 này anh em nhé. Mà giá thành của bộ sản phẩm thì nó không cao đâu anh em ạ. Như cái bộ này lắp đặt hoàn thiện này nó chỉ có 12.900.000 thôi. Đấy, nếu anh em nào muốn cái bộ sản phẩm nó có cấu hình tốt hơn, hoặc là nó có cái hiển thị màn hình tốt hơn, thì nó cũng chỉ nhỉnh lên khoảng tầm 16-17 triệu thôi. Có nghĩa là nó cũng chỉ cao hơn những cái bộ sản phẩm màn Android liền cam 360 trên thị trường, nó chỉ cao hơn khoảng 2-3 triệu thôi anh em nhé. Nhưng anh em có thêm cái cam AI thông minh thì rất là tuyệt vời luôn. Đây này, chúng ta đi trong phố đông như thế này nhưng cũng không có cái việc cảnh báo phiền nhiễu cho anh em đâu, bởi vì đơn thuần là nó cảnh báo rất thông minh, nó dựa trên cái thời gian dẫn đến va chạm chứ không phải là khoảng cách va chạm. Khoảng cách có gần đến mấy nhưng mà chúng ta chạy với một cái tốc độ thấp thì rõ ràng là cũng vẫn rất yên tâm, nên cái việc mà không đưa ra cảnh báo là hoàn toàn bình thường, chấp nhận được. Đây này. Đấy, có một chiếc xe máy tạt vào làn của chúng ta nhá. Và với cái khoảng cách này, với cái tốc độ này thì rõ ràng là nó sẽ nguy hiểm. Chính vì vậy mà nó sẽ quét sẵn rồi. Ok không? Phát hết là nó không báo nữa này. Để chúng ta thử với cái xe phía trước xem. Ngoài ra còn tính năng rất hay nhá, đấy là khi mà chúng ta dừng chờ đèn đỏ này, đấy, hơi mất tập trung một chút xíu, cái xe phía trước nó di chuyển rồi mà xe mình chưa di chuyển ấy, thì ngay lập tức hệ thống sẽ cảnh báo này. Đây này, xe phía trước di chuyển. Đấy, quá là văn minh luôn. Đây. Ok chưa anh em, một cái bộ màn hình mình nghĩ là nó cực kỳ thông minh đấy. Và cái màn hình Utua này thì nó có rất nhiều kích cỡ, ví dụ như đây là 9 inch này, có loại 10 inch này, 12,3 inch dành cho những cái dòng xe san, xe túc và xe sale tốt này. Ngoài ra thì mình có cả cái màn 13 inch rất là to nữa. Nó cũng bao gồm cả có cam 360 hay là không có cam 360, đầy đủ hết cho anh em lựa chọn nhá. Tùy vào cái nhu cầu sử dụng. Và cái phiên bản rẻ nhất thì nó có giá là 9,9 triệu đồng. Phiên bản cao nhất thì nó rơi vào khoảng hơn 20 triệu đồng một chút anh em nhá, tùy cấu hình. Đây, anh em nào đang có nhu cầu lắp đặt về cái màn hình giải trí thì chúng ta cân đối thêm một chút xíu về ngân sách, khoảng 10-15% thôi, là chúng ta có một cái màn hình vừa giải trí này, vừa có cam 360 này, vừa có cam AI thông minh này, vừa có cảnh báo va chạm này, nó hỗ trợ cho chúng ta lái xe an toàn rất rất là nhiều anh em nhé. Sản phẩm này thì bên mình đang phân phối lắp đặt chính hãng, nếu anh em nào đang có nhu cầu thì ghé qua để bên mình tư vấn và ủng hộ giúp bên mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.